2015, Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết vừa bóc gỡ một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền cá độ lên tới 1 tỷ đồng, đồng thời bắt giữ 5 đối tượng có liên quan. Trước đó, đội cảnh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện Hà Văn Hưng đang chơi cá độ bóng đá trên mạng Internet tại một quán cà phê trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Tại trụ sở công an, Hưng khai đường dây này thuộc trang mạng cá độ bóng 88 của nước ngoài. Một người tên Trường trú tại quận Ba Đình, Hà Nội sở hữu một tài khoản cá độ trên trang mạng này. Từ tài khoản của Trường chia nhỏ ra các đối tượng như Nguyễn Ngọc Hồng, 31 tuổi, quê Nam Định, Bùi Đình Vũ, Bùi Văn Thuận và Ngô Đức Ngọc cùng trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, rồi hưởng lợi theo tỷ lệ ăn chia thỏa thuận. Trong các đối tượng bị công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ thì Bùi Đình Vũ chơi lớn nhất, tài khoản của anh ta lên tới 30.000 USD. Hiện các đối tượng đang bị công an quận Bắc Từ Liêm tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi đánh bạc. Riêng Hà Văn Hưng bị phạt hành chính vì mới tham gia, chưa hưởng lợi từ trò cá độ bóng đá trên mạng.